A-di-đà-phật. À, bữa nay còn một số mấy cháu lớp đệ tử quy. Chiều nay cũng làm số đồ ăn cho các con, có mua sầu riêng. Thôi chắc cũng sắp sửa về nên tiễn khách cho đàng hoàng. Các con vô đây mùa hè thấy vui không? À, vui nhất là hôm nay tặng được con heo đem về nuôi. Con heo thấy đẹp hả các con? Mà không biết ai làm cái chữ Tam Bảo. Nên là con nít mà biết tích phước hay, giống như phước mình lớn thì dù mình làm chơi cũng có thiệt, còn phước mình nó không có rồi làm thiệt cũng không có gì. Các con nhớ, con người quan trọng nhất là tích được phước. Cũng như mùa hè các con vô đây là tích phước nhiều, chứ nếu như ở nhà các con không tích được phước mà còn xài. Các con vô đây có xài tiền của cha mẹ không? Dạ. Đó là tích phước. Rồi các con có làm cha mẹ buồn không? Dạ. Là tích lớn nhất rồi đó. Đó. Rồi các con còn làm được nhiều việc có lợi ích. Và nếu như các con không vô đây, các con có lại được 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm không? Dạ. Đó. Nên đi vô chùa trong mùa hè rõ ràng là trăm lợi không có một hại. Ha. Nên bây giờ mình nghe được giáo dục à. Cái việc tích phước duyên là quan trọng. Các con nhớ ba điều mà những đức thường cứ nói hoài. Một là gương mặt tươi vui, gặp người biết chào hỏi. Cái điểm này cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì sao những đức nhắc hoài chỗ này? Vì nó quá quan trọng. Bây giờ chúng ta ngồi đây, các con nghĩ ai mà không thích gặp cái người gương mặt tươi vui, miệng nở nụ cười chào mình tiếng. Vừa gặp là thấy ấn tượng liền. Các con không nhận không? Bây giờ các con gặp con trai hay con gái gì chứ, nó gặp mình tự nhiên cái cười cái chào mình, nó thấy là ấn tượng đẹp rồi đó. Còn nó vừa gặp mình cái nó sụ cái mặt xuống nghinh mình cái đẹp không? Nó nên cái quan trọng là gương mặt tươi vui, miệng nở nụ cười, đã là có duyên rồi. Người ta đến gần mình, khi người ta đến gần mình thì mình nói chuyện thật thà nhiệt tình, không có nói lời giả dối, là thấy tạo uy tín. Câu thứ ba là mỗi một người chúng ta không có tâm tham lam của cải của người khác. Ba điểm này mà các con gầy dựng được thì cuộc đời các con là chắc chắn thành công. Dù là học không nhiều cũng thành công nữa. Tại vì sao? Ai vừa gặp là đến gần. Đến gần thì tiếp xúc mình thấy chân thật nhiệt tình là quý mến. Rồi gần gũi mình không tham lam, vậy thì tin dùng mình. Mà người ta tin dùng mình thì mình thành đạt. Vậy thôi. Bây giờ ba cách này, các con buôn bán hay kinh doanh, hay con làm cái vị trí nào, hay là các con làm vị trí nào, các con cũng thành công chứ. Tại vì con người mà lập trình ba vị trí này là thành công. Nhớ. Còn nếu như ba vị trí này mà nó thất thoát hết là thất bại. Thí dụ như ban đầu vừa gặp các con cái sụ cái mặt xuống, không chào, rồi là tránh xa liền. Người ta tránh xa mình đâu có cơ hội đâu. Rồi người ta bước đến gần mình nữa thì mình nạt ta một cái, người ta đi luôn. Rồi nếu mà cái thứ ba mà ta tiếp cận mình nữa, mà mình có tâm tham lam của cái người ta nữa, rồi xong luôn. Vậy thì cuộc đời mình tiêu rồi, mình không được một cái gì cả luôn. Nên ba điểm mà những đức nhắc nhở các con là ba điểm thành công. Mà nó đi vào cái chỗ tích phước nè, tích phước nữa đó. Đó. Nên những đức thấy rõ ràng là cái chuyện tích phước cực kỳ là quan trọng trong cuộc đời con người. Nhớ đó, ba cái câu nãy như đức mới nói là như đức cứ nhắc hoài các con trong mỗi buổi mà chia sẻ trong mùa hè về chân thật mà áp dụng thì nhất định có lợi ích liền. Nói, bây giờ các con vô đây ngày nào cũng được cười nhiều, cái đà đó cười cho nó vui luôn, cái mặt nó tươi vui lên. Mấy bé này sao ngày lớn thấy ốm như ốm nhách thế ta? Bé thấy ốm nó học dữ lắm hả con? Thấy học nhiều lắm sao mà ốm gì? À, nó học xong nó phải mập chứ sao mình
Nên á, thí dụ như ở đây nha, những đức chia sẻ cho các con đây và nhiều bạn khắp nơi nơi nhớ, những đức thấy có một đứa bé nó đi đến chùa mình cách nay mấy năm về trước, mà bé nó làm răng, nó niềng răng á các con, mấy năm về trước nè. Và tới bây giờ thì mẹ bé nói với đức một câu là bé nó nặng nề lắm, và tự nhiên nó tới bây giờ là nó thay đổi nụ cười luôn, nó không còn tự nhiên gì luôn. Nên những đức khuyên các con, thí dụ như các con có niềng răng đúng không, các con cứ cười tự nhiên đi, các con cứ cười thiệt là tự nhiên, để làm chi biết không, để khi mà mình tháo cái đó ra mình sẽ có nụ cười tự nhiên. Còn nếu như hơn 2 năm sau mà các con không cười tự nhiên được á nghe, là khi các con tháo cái đó ra con không còn cười được tự nhiên nữa. Nó thành giống như nó thành bệnh luôn á. Là nó thành bệnh luôn vậy đó, con người mình không còn tự nhiên nữa. Nên á, nhiều bạn như Đức thấy rõ ràng luôn đó. Đó là một cái con nhỏ mà con cô giáo á cô. Nên từ nơi đó mà nó tác hại rất là lớn. Nên cái nụ cười nó phải tự nhiên, con người mình tự nhiên, mình đừng có bị e dè hay là mình ngại ngùng gì nặng nề quá, mà con người vui vẻ là cần phải được tự nhiên. Khi con người mà tự nhiên thì ai cũng thích gần gũi chứ. Con người mình tự nhiên là người ta thích gần gũi lắm đó con. Đó, nên tập được cái tự nhiên là hay dữ lắm đó. Nên mình mà gặp ai mình hoạt bát tự nhiên chào hỏi là cái đó là tự nhiên ta khen các con liền. Chứ đừng có nói bây giờ mà tôi xấu tôi bị mặc cảm, tôi mập tôi bị mặc cảm. Trời ơi, xấu mập đâu phải là một cái tội, nghèo đâu phải là một cái tội, lùng đâu phải là một cái tội. Cái khổ nhất của con người ta là sống nặng nề với cái nó, nghĩa là sống nặng nề với nó. Bây giờ tự nhiên tôi mập mà tôi phải khổ, làm gì có cái chuyện này. Có những người ốm muốn mập, mà có những người mập thì muốn ốm, trong cuộc đời này nó không có tròn vẹn. Thì nên mình ốm là mình cũng vui với ốm, mà mình mập thì mình cũng vui với mập, mình lùn thì mình vui với lùn, còn mình hô thì mình vui với hô. Trong cái hoàn cảnh sao mình vui trong hoàn cảnh gì, các con mà làm được gì thì cuộc đời các con sống tự tại vô cùng, đúng không? Nên từ nơi đó mà cái lối sống của một con người cần thiết phải được sự rèn luyện. Nên các con nhớ rằng là thí dụ như bây giờ gia đình của mình cha mẹ không hạnh phúc, đó là chuyện của cha mẹ. Còn việc của mình làm con là bản thân mình làm sao sống cho nó đặc biệt. Chứ mình đừng có bị cái tác hại từ cái người làm cha làm mẹ không hạnh phúc, hoặc gia đình mình có sự cố mà mình lại trở thành một con người nặng nề. Có nhiều đứa nít lắm nghe. Có rất nhiều đứa con nít mà nó bị ảnh hưởng từ cha mẹ không hạnh phúc. Vậy mà cả đời của các cháu nó bị một ám ảnh gì trong cuộc đời luôn á các con. Nó có một đứa bé nhỏ, lúc nó 8-9 tuổi gì đó, thì nó bị người thân của nó hại cuộc đời. Vậy mà tới khi nó 25 tuổi luôn các con, vậy mà nó sống trong cái sự ấm ức và nặng nề, và nó không cởi mở ra được. Thì khi nó gặp những đức thì nó nêu những sự việc lên cho những đức nghe. Thì những đức nói gì nè: thời gian con dài như vậy con không có niềm vui gì hết, vậy thì con có lấy lại những cái gì con đã mất không? Nó mất thì nó cũng mất rồi, còn cái sống của cuộc đời con người là phải sống cho tốt. Còn nếu như con như vậy thì con cũng đã bị mất mát rồi, mà con khổ như vậy nó thì giống như cuộc đời con người mình nó không có phương hướng gì nữa cả. Không lẽ con tiếp tục cứ sống như vậy để cả đời con người con phải khổ? Thì những đức nêu lên như vậy thì nó suy nghĩ ra, nó nói đúng rồi, thời gian của con dài vô cùng, con khổ và con bị ám ảnh, bị áp lực ám ảnh, tư tưởng nặng nề, không có một chút gì có niềm vui cả, bạn bè đều xa lánh, không ai thích chơi với con cả, thấy không? Nên những đức khuyên cháu con cái, cháu nó cởi mở tâm tư ra liền. Nên thí dụ như giờ các con nghe những đức chia sẻ gì đi, các con gặp có những bạn nặng nề buồn chán vì gia đình, vì cha mẹ, vì anh em, gia đình không được hạnh phúc, hoặc nghèo nàn, hoặc là mình xấu xí, thui xúc bạn bè,
thì các con nên khuyên bạn bè. Nếu như mình đã như vậy mà mình còn bị buồn, bị khổ nữa, vậy thì cuộc đời của người mình có ngày mai gì nữa đây? Tại sao chúng ta không hướng đến một cái mục tiêu trước mắt mình để mình hướng đến, mà mình cứ nghĩ cái vĩ vãng đã qua để nó câu thúc mình khổ đau làm chi? Các con nhớ rằng con người mà bị những cái vĩ vãng không tốt làm mình bị câu thúc khổ đau hoài là con người này không nhìn được cái tương lai. Con người muốn nhìn được tương lai là phải nghĩ cái hiện tại. Hiện tại chúng ta đang còn sống thì có thể có khả năng phát huy, phát triển. Còn nếu như mà chúng ta bị những cái vĩ vãng nó buộc chói mình làm mình buồn khổ, vậy thì cái tương lai các con không bao giờ có. Nó làm cho các con trước mắt là tối tăm hết trơn hoàn toàn, nó không có một cái gì gọi là tương lai trước mặt cả. Nên cuộc đời những đức là mục tiêu sống là cái gì các con biết không? Cái ngày hôm nay là những đức có thể, ví dụ như một món đồ, ngày hôm nay những đức cầm được, những đức chưa bao giờ nghĩ cầm cái món đồ của ngày mai. Tại vì đồ ngày mai chúng ta chưa có dối tới, chúng ta chỉ cầm món đồ của ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay tôi có thể làm được những việc gì tốt làm được, tôi làm được hết lòng tôi làm tốt. Chứ tôi chưa bao giờ suy nghĩ rằng làm bữa nay ngày mai có làm được hay không. Hôm nay làm được thì làm được, còn ngày mai làm không được thì thôi. Nên cả cuộc đời những đức là những cái gì làm tốt được thì những đức cứ làm. Những đức cười với ai những đức cứ cười. Ngày mai không cười được thì thôi, không có quan trọng tơ. Phật đã dạy mình rõ ràng là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Hiện tại là ngày nay nè. Chúng ta đừng nên bị một cái gì đó, sự nghiệp gì đó của cuộc đời lớn lao. Bây giờ những đức hướng dẫn các con vậy, nhiều người ta không hiểu, ta nói vậy thì mình không cần lo. Không phải. Cái niềm vui của ngày hôm nay nó sẽ nói tiếp của ngày mai, và nó nói tiếp ngày mốt, nó nói tiếp từng ngày, và nó nói tiếp tới một năm, rồi tới 10 năm, rồi 20 năm, giờ cả đời. Vậy thì con người các con, ai hạnh phúc bằng các con không? Có nghĩa là bây giờ người ta buồn, người ta khổ, người ta chán nản, người ta bị bế tắc, đó là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình là con người phải phấn chấn. Mình phấn chấn được thì giống như mình đủ sức để kéo người ta lên. Còn nếu như người ta như vậy mà mình đi buồn khổ theo, vậy thì con người của mình ai kéo ai đây? Các con bình tĩnh suy nghĩ đi. Bây giờ cha mẹ không hạnh phúc, cha mẹ bất hòa, cha mẹ ly dị, anh em chích xì ke ma tí, gia đình tan nát, nhà cửa tan tành. Vậy thì cái chuyện này là cái chuyện nó đã giải quyết cái chuyện đó rõ ràng rồi. Còn cái chuyện của mình là cái mình đang sống, mình phải sống, mình phải sống cho thật tốt. Những gì làm tốt được thì làm tốt, đi học là phải đi học, cố gắng là phải cố gắng. Chuyện ngày hôm nay là phải cố gắng làm. Con người là phải như vậy, sống đó là sống xác thực luôn. Sống xác thực chứ không có nghĩ xa vời, mù mờ, hoặc là nghĩ những cái việc mà nó quá xa. Tại vì cái xa mình chưa dối tới. Các con nhớ nghe, cuộc đời của người nghe các con, rất là nhiều người cứ nghĩ cái hạnh phúc của 20 năm sau không à. Rất nhiều người cứ suy nghĩ cái hạnh phúc của mấy chục năm sau không. Trời ơi, từ đây tới mấy chục năm sau mà đi chờ ngày hạnh phúc ngày đó. Tại sao chúng ta không hạnh phúc mỗi ngày? Hạnh phúc mỗi ngày là mỗi ngày trong hoàn cảnh nào mình chấp nhận trong hoàn cảnh đấy để mình hạnh phúc, mình sống cho tốt. Chỉ có cái là mình đi làm sai, mình đi làm bậy, tôi phải điều chỉnh lại liền. Còn bây giờ các con đang đi học, các con đang chọn ngành gì đó, thì các con cứ sống cho tốt, các con học cho tốt đàng hoàng. Các con hướng đến mục tiêu giống như bây giờ, 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Các con chưa dám nghĩ nổi là mình lại được 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy mà bây giờ các con cũng lại được rồi đó, còn gì? Có những việc mà mình nghĩ mình không làm được, nhưng mà mình làm là nó làm được. Còn nếu như có những việc mình chưa làm mà mình suy nghĩ, trời ơi, không biết làm được hay không nữa trời. Cứ suy nghĩ tới hoài rồi lo, cuối cùng thôi sợ quá, nghĩ làm. Có nghĩa là mình chưa làm sao mình biết làm không được. Cũng như bây giờ các con làm là lễ 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, được rồi đó. Bé nào ở đây lễ được 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đưa tay anh coi con. Đó, thấy chưa? Rồi con để tay anh đi. Nó, các con thấy rõ ràng chưa? Có nghĩa là các con không ngờ là mình lễ được 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Nếu như các con không đủ duyên, không đủ nhiều mặt để kết hợp lại, những đức nói 500 danh hiệu các con làm cũng không được, nó đừng nói. Nó phải hội tụ rất nhiều nhân duyên, mà con người ta thường nói rằng là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Nó phải kết hợp nhiều nhân duyên lắm. Nên gọi là quen thiện trí thức là việc cực kỳ quan trọng, đặt để đúng nơi đúng chỗ cho mình. Thí dụ như những đức từng nói rằng, nếu như bây giờ những đức để các con ở vị trí nào rẽ các con ra hết, tách các con ra hết luôn, mọi đứa nhúm ở đâu đâu đó, trong vị trí lại của Tổ Quán Thế Âm, thì nhất định những đức nói bảo đảm các con sẽ không bao giờ lễ được 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đừng có nói 1500 danh hiệu, chừng 500 danh hiệu lễ cũng không hết, lễ một chút chạy mất tiêu. Nhưng mà những đức để các con đúng vị trí, kích thích đúng tư tưởng, làm cho các con phát huy năng lực luôn, rồi con làm được luôn. Nó, như vậy thì con người, mỗi một con người chúng ta, các con nhớ nè, nó có cái ngã nghe, mà nó có cái ngã cũng lợi ích á. Con người mà nếu biết á, điều chỉnh thì chích ngay cái ngã đó đó. Nên á, những đứa coi chuyện Tam Quốc á, có một cái vị tướng quân này già lắm, rất là già, mà ông á, là một tướng quân rất giỏi, nhưng mà ông quá lớn tuổi rồi, hình như là ông bảy mấy tuổi mà cầm binh đi đánh trận. Thì Quang Vũ á, trong Tam Quốc chuyện Quang Vũ, thì Quang Vũ mới gọi là, không phải Quang Vũ mà là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng mới kích thích ông già này, ông già rồi làm sao mà đánh chặn được cái trận này, cứ kích thích ông ngay vậy đó. Rồi cuối cùng ông nói nhất định trận này tôi đánh, nhất định được. Thì từ cái lời kích thích đó vậy mà ông đem quân đi đánh chặn, ông đánh thắng. Ông thấy không, lời kích thích nó cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta phấn đấu lên luôn. Còn nếu như con người mình mà nó không có khả năng phấn đấu, người ta kích thích mình mà mình không phát huy lên được là mình thất bại liền. Thí dụ như bây giờ những đức trước mấy ngày, những đức khuyên các con lễ để hồi hướng cho cha mẹ, rồi mục tiêu là vì cha mẹ, mục tiêu là vì người khác, làm việc này cho bằng được. Rồi một là gì, nó có sự giao tình, là các con cũng quý thương những đức. Rồi xong những đức đưa các con đúng vị trí nữa, nó nhiều cái kết hợp lại các con lễ được 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm liền. Thấy chưa? Mà các con khi lễ được xong rồi, các con mới thấy rằng đúng là người mình cũng có bản lãnh, chứ không phải là không có bản lãnh. Tự nhiên đứa nào cũng có sự tự tin lên liền, thấy rằng ô, có những việc mà mình không ngờ mình làm được, mà bây giờ mình làm được rồi. Tự nhiên nó phát sự tự tin lên liền. Đó là cái chuyện cực kỳ quan trọng mà cuộc đời con người phải từng được trải qua. Bây giờ mai mốt này 2000 lại nè, nó 19 tháng 9 này, các con thử xin nghỉ học 4 ngày vô lại 2000 lại thử coi. 2000 lại mà các con mà lại được một phát nữa thì cuộc đời các con là, có nghĩa là tất cả những việc gì trong cuộc đời này các con luôn luôn tự tin hết. Những đứa dám lại không đây? Các con không dám lại. Các con còn trẻ quá. Cái mệt của các con là nó mau hết cấp kỳ. Tuổi trẻ nó rất là mau hết mệt. Tại sức khỏe của tuổi trẻ nó khỏe lắm. Nó từ nơi đó mà các con mà lễ được 2000 lại một phát là về sau tất cả những việc gì các con cũng dám tự tin hết. Tại vì các con thấy rõ ràng là con người ta không phải là không làm được những việc mà mình muốn làm, mà là do mình không dám làm. Không dám làm thôi. Các con biết rằng là người phụ nữ, cái khổ đau nhất của người phụ nữ và cái đau nhất của người phụ nữ trong cuộc đời này đó nghe các con, là cái đau nhất là đau đẻ. Những đứa hỏi rất nhiều người phụ nữ luôn, trong tất cả cái đau là đau đẻ là đau nhất, không có đau nào bằng. Mà người ta ví dụ cái đẻ của một người phụ nữ đó là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Có nghĩa là người phụ nữ khi đi sanh đẻ là giống như là một mình phải chịu sự khổ đau chống chọi, rồi chính phần chết mục tiêu hy vọng sống nhỏ thôi. Không? Vậy mà con người người ta còn dám đẻ 8-9 đứa con, cái kinh khủng như vậy mà người phụ nữ còn dám làm. Không chỉ là cái chuyện thế gian này mà không dám làm, 9 phần chết 1 phần sống. Vậy mà có những người người ta dám đẻ 9-10 đứa con luôn. Cũng như gia đình những đức có làm xui gia với một gia đình là đẻ 14 đứa con. Ngày xưa người ta đẻ, ngày xưa là người ta đẻ hoài, người ta đâu có biết kế hoạch quá gia đình đâu các con. Đâu có ngừa thai gì đâu, thì có bầu thì đẻ thôi, ngày xưa là vậy đó. Nên gia đình nó đẻ 14 đứa con. Trời ơi, 14 đứa con. Mà cái chuyện đó là chuyện cực kỳ khó khăn, mà khó khăn đến mức mà các con cứ nghĩ con người ta ung thư chỉ cần một cái cục ung thư gì thôi là đáng sợ rồi nè. Một ung thư gì đó trong người mình thôi lớn là đáng sợ rồi. Vậy mà khi mang bầu thì
cái bầu nó nổi lên bự cỡ nào các con biết chưa? Nếu so sánh cái cục ung thư và cái bầu, các con coi, cái bầu nó kinh khủng. Mà tại sao chúng ta sợ cục ung thư mà cái bầu thì chúng ta không sợ? Vì sao? Vì ung thư nhiều người chết, cái quan niệm người ta nghĩ ung thư là chết nên người ta sợ, còn mang bầu không chết nên người ta không sợ. Như vậy thì do người ta bị bệnh, người ta sợ chết nên người ta chết. Nếu như người ta không sợ chết là nó không chết. Cũng như mình mang bầu, mình không có sợ chết, nên từ nơi đó mà mình biết mang bầu là đẻ. Đau đau chứ đẻ rồi thôi. Nên từ nơi đó đau rồi mai mốt mang bầu đẻ nữa. Có thấy chưa? Như vậy mà cái chuyện đó người ta dám làm. Không, cái lý luận này rất là xác thực đó nghe các con. Nó rất là xác thực luôn. Bây giờ các con đi hỏi mẹ các con đi, đẻ khổ cỡ nào là biết liền à. Nó có nhiều người người ta đẻ chỉ một lần thôi. Người ta đẻ một lần thôi là người ta nói với chồng: em không đẻ nữa. Vậy mà con lớn lớn lên chút, chồng nó nài nỉ nói vài câu: đẻ nữa. Thấy chưa? Rồi bắt đầu là đẻ chưa được thằng trai, cái đầu chồng nó nói vài câu cái: đẻ nữa. Vậy đó chồng, mà có những người xưa đẻ 14 đứa con. Thấy ghê thiệt, nghe mà lạnh xương sống luôn. Nó không? Nên từ nơi đó các con biết cái này là khó làm nhất mà người phụ nữ làm được. Vậy thì người phụ nữ không phải là không làm được việc lớn trong cuộc đời, mà là do người phụ nữ không dám làm. Nói tóm lại là không dám. Không ai cho một tư tưởng cực kỳ mạnh để dám làm những việc lớn trong cuộc đời. Nên những đức nói rằng ai cũng có thể làm được những việc lớn trong cuộc đời, mà bắt nguồn từ cái nhỏ để thành công được việc lớn, chứ không có tự nhiên mà đi nhảy làm việc lớn liền. Các con nhớ, cuộc đời những đức chưa bao giờ suy nghĩ rằng những đức có thể hướng dẫn nhiều người tu như vậy và ngồi nói chuyện mà bao nhiêu có người nghe như vậy. Những đức chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ đã được rồi. Thì con người chúng ta bất cứ làm một cái gì, những đức khuyên các con phải có tâm kiên nhẫn, quyết tâm kiên nhẫn nhắm mục tiêu. Việc này được rồi, đúng rồi, tốt rồi, phải nhắm mục tiêu cực kỳ mạnh để làm thì thành công. Còn nếu như các con lo được lo mắt là các con không thành công đâu. Nhớ nghe, lo được lo mắt là không bao giờ thành công. Nên các con nhớ đó, lo được lo mắt là không thành công. Cái thành công của con người là quyết tâm. Nó mới thành công. Nên tất cả các con ở đây nghe những cái chia sẻ gì, về nghe lại. Nghe chia sẻ rồi bắt đầu là về nghe lại. Mà những bài chia sẻ này phải nghe lại nhiều lần. Về nghe lại nhiều lần đi. Những đức nói rằng là các con càng nghe những đức nói chuyện là các con về nè, nào là giao tiếp nè, nói chuyện với người nè, gặp người nè, các con sẽ giỏi. Nghe là các con sẽ giao tiếp rất là giỏi luôn. Tại vì sao? Tự nhiên khi giao tiếp giỏi rồi là con người đó nó rất dễ thành thạo. Các con nhớ đó. Nên nói chuyện chút chị đó, nhưng mà nó là những cốt lõi chính. Khi các con có thời gian được ở đây, những đức sắp xếp thời gian để gặp các con. Rồi tại sao mình quay phim lại? Vì về có con coi đó. Mà con coi kệ các con thì, nhưng mà quay lại cho các con coi đó. Nó thấy mình ngồi đây rồi nè, coi kìa. Tự nhiên thấy mình ngồi đó, tôi kìa coi, thấy không? Nó rồi bữa nay tặng cho nước con nghe ta bảo. Về ví dụ cha mẹ cho tiền đi học, mỗi ngày bỏ cho 1.000. Mỗi ngày 1.000. Con nhớ nghe, 1.000. Các con mỗi ngày bỏ vô 1.000 được không? 1.000 không quá bé. Nhưng mà các con nhớ nè, một giọt nước á, nó nhiễm từng giọt, các con thấy ít lắm. Nhưng mà nó nhỏ giết rồi thành một bông nước. Một cái tội nhỏ nó như một giọt nước như các con thấy nó bình thường đúng không? Nhưng nó từng giọt thành một lưu tội. Vì vậy thì con heo này nó giúp cho các con tích từng chút mà thành nhiều, tích thiểu thành đa đúng không? Nó tích nhỏ thành lớn. Nó con heo con này thấy không? Và khi mà nó tích hết, cái con nhớ cái con đừng có mổ bụng nó đau đớn quá. Thấy không? Dùng con làm sao một cái lỗ nhỏ gì nè, rồi con lấy ra xong con gắn keo lại rồi bỏ vô được, thấy không? Nó là bình thường 1.000 thôi nghe. À, mỗi ngày bỏ vô 1.000, cỡ nào ngày bỏ vô 1.000, 1.000 là một tháng được nhiêu? 30.000, đúng không? Năm 10 tháng là 300.000.
rồi hai tháng kia nó được nhiêu lần được 360 ngàn, nghe không? Nó một năm được 360 ngàn, các con thấy không? Mà cái phước lớn nhất của các con là cái gì, các con biết không? Cái phước lớn nhất là ngày nào các con cũng nói ai gì là Phật, ai là Phật, niệm 10 câu con sẽ cúng dường Tam Bảo, hiểu không? Cái phước lớn nhất của con không phải là 1 ngàn, mà là cái phước lớn nhất của các con là ngày nào cũng niệm 10 câu Phật hiệu và con cúng dường Tam Bảo, mà chỉ có 1 ngàn mà ngày nào cũng cúng dường Tam Bảo. Vậy đó thì cả cuộc đời các con không quên Tam Bảo, mà không quên Tam Bảo là phước lớn nhất, các con hiểu không? Thì những tin đâu cũng cần 360 ngàn của các con đâu, nhưng mà giúp cho các con nhớ được Tam Bảo mỗi ngày là điểm 10 của Phật hiệu, bỏ vô đây 1 ngàn cúng dường Tam Bảo, hiểu không? Còn các con có cái chùa nào gần gần đó đó, các con cúng vô cái chùa nào cũng được, chứ phải đem về đây đâu, thằng tí Tam Bảo nào cũng là Tam Bảo, hiểu không? Nên từ nơi đó các con cúng vô cái chùa nào gần gần đó, rồi tiếp tục cứ 1 ngàn 1 ngàn rồi làm hoài đi cả đời các con, thì con sẽ thấy tất cả các con mà nghe lời như thế, các con sẽ thấy nó thành công không tưởng tượng. Tại vì nhớ Tam Bảo, mà đã nhớ Tam Bảo thì mỗi lần làm sai cái gì là tự nhiên con người mình sẽ tự nhắc mình hướng đến Tam Bảo mà sao mình làm gì được, thấy không? Sức cảnh giác cao độ là từ Tam Bảo giá trị là Phật Pháp Tăng gia hộ, tự nhiên con người mình cũng sáng. Qua con đoạn này những đứa con nhiều người cha làm mẹ cho con coi con đoạn này để nó hiểu được nguyên lý này nó là, chứ ngày ngày nó nhỏ quá mà. Mà cái đặc biệt đó là niệm 10 có bậc hiệu và cho cúng cung kính cúng dường Tam Bảo, các con nhớ nghe, cho con cung kính cúng dường Tam Bảo cứ vậy đó, rồi là các con sẽ thấy cái phước của con lớn tại thường nhớ Tam Bảo. Nên đây là đoạn tóm ngắn mà chúng ta chia sẻ để cho các con có tư tưởng từ những điều những cái chia sẻ đó các con về áp dụng, thì chắc chắn là lợi ích, nhất định là cái lớp về tư quy khi về nhà thì nhiều cháu sẽ được cha mẹ khen đó. Tại vì nhiều người cha mẹ điện thoại là nói các cháu vô đây học để tư quy về ngoan dễ thương, mà con nít mà ngoan dễ thương thì ai cũng thương, còn nít mà lì thì không ai thương nó đâu, nhưng đàn trai rồi lì là không ai cũng thương hết, rồi cãi cha mẹ rồi là không ai thương, rồi hổ là không ai thương, rồi nít mà ăn uống mà ngậm cơm hoài mà không nuốt thì không ai thương. Các bây giờ nhiều đứa hỏi các con là nít mà nó ăn cơm mà nó ngậm hoài ta thương không? Dạ. Còn nít mà ổn với cha mẹ ta thương không? Dạ. Còn nít mà lì thương không? Dạ. Đúng rồi, đã là những điều người ta không thương thì mình phải ngoan ta mới thương. Ví dụ như nít mà gặp mà người ta mà niệm câu hay cho Phật ta thương các con? Dạ. Ta thương lắm đó, là dù ta không biết tu nha, mà ta gặp con nít mà niệm ai cho Phật ta thương liền à. Đã vậy đó, tại vì câu ai là Phật là con phước báo, nó nghe niệm cái là ta thương à. Như con bé như xíu xíu kia, con bé xíu xíu đó, vì mà nó biết niệm ai là Phật đó. Nó mà con bé nhỏ đó, nó kêu gì đó còn ông út đó con à, mẹ nó là cháu gì đó, cháu gục gì. Bé nó kêu gì đó còn ông út đó, nó thằng cái sao mà nhỏ bằng áo xanh đó cũng là kêu gì đó còn ông út đó. Nên từ nơi đó họ hồ cùng họ đó, hôm nay đi chùa mà nó xíu xíu gì nó biết niệm Phật với cô con, gặp những đứa nào nó làm cái tay thì hay là Phật đấy không, mà từ đó thì những đứa đâu biết đâu không biết là đầu không, từ nơi đó cũng có duyên đặc biệt. Nên là mong các con vô đây học để tu đi về ngoan sống tốt, cuộc đời của con sau này sống có ý nghĩa. Chúc các con vui vẻ và khi các con về nhà con giúp đỡ lời thăm ba mẹ các con, ba mẹ các con đã tiếp nhận Phật pháp, tiếp nhận Phật tu hành, gia đình luôn luôn sống hạnh phúc hay như là Phật. Nam mô A Di Đà Phật.